chất mầm đậu nành nguyên thảo để mãi tươi trẻ và quyến rũ. Tinh chất mầm đậu nành nguyên thảo giúp da sáng mịn, mờ nám da, tàn nhang, cải thiện sinh lý nữ. Tổng hợp hai phương pháp làm dầu dừa nhanh và hiệu quả. Phương pháp thứ nhất, tách dầu pha lỏng. Các bạn chọn dừa già, dừa sạch. Sau đó thì các bạn thái nhỏ. Các bạn cho vào máy xay sinh tố. Và sau đó thì các bạn thêm nước nóng, tốt nhất là nên nước nóng, cho sấp cái bề mặt dừa và các bạn xay nhuyễn. Sau đó thì chúng ta lọc lấy cái phần nước cốt dừa. Các bạn vắt kỹ và các bạn lặp lại thao tác này cho đến khi mà các bạn cảm thấy là vắt kiệt được cái phần dầu dừa. Các bạn có thể tiếp tục xay cái phần bã này và thêm nước. Và chúng ta vắt một lần nữa để cái phần dầu dừa nó sẽ thu ra được hết. Đây là chúng ta lọc lần thứ hai. Sau khi vắt kiệt được nước cốt dừa như này thì chúng ta tiếp tục làm với các quả dừa còn lại cho đến khi bao giờ hết thì thôi. Đây là phần nước cốt dừa mà chúng ta thu được. Đến bước này thì chúng ta bắt đầu cho nước cốt dừa vào một túi ni lông trong suốt, sạch. Các bạn nên lồng hai lớp túi ni lông để chắc chắn. Sau đó các bạn buộc kín và để lắng từ 4 đến 5 giờ thì phần dầu dừa nhẹ hơn, nó sẽ được nổi lên phía trên. Còn phần nước thì nó sẽ nằm ở phía dưới. Các bạn nhìn ở hình thì các bạn sẽ thấy dầu dừa nhẹ hơn nổi lên trên và nước ở phía dưới. Bây giờ chúng ta chỉ cần tách bỏ phần nước ra khỏi phần dầu dừa. Làm như này thì chúng ta khi mà chúng ta rán dầu dừa ấy, thì chúng ta sẽ rút ngắn được rất là nhiều thời gian đun nấu trên bếp. Đây là cách đơn giản mà mình dùng để tách bỏ phần nước ra khỏi phần dầu dừa. Và với một cái lượng dầu dừa chúng ta thu được bây giờ nó rất là sánh đặc thì chúng ta rán dầu để thu được dầu rất là nhanh. Đây là phần dầu dừa mà chúng ta thu được. Và bây giờ chúng ta chỉ việc cho lên bếp và chúng ta đun nhỏ lửa. Chúng ta sẽ thu được dầu dừa. Đây là một cách rất đơn giản để chúng ta loại bỏ được nước ra khỏi phần dầu dừa và để đem được một cái phần dầu dừa khá là đậm đặc để đem đi nấu. Thì thời gian đun nấu cái phần dầu này nó sẽ trở nên rất là ngắn, nó giúp cho các bạn tăng cường được cái chất lượng của dầu dừa. Nó sẽ giúp cho dầu dừa trong hơn và các bạn phải đứng canh bếp rất là ít thời gian. Các bạn rán cho đến khi nào mà các bạn thấy cái phần nó sẽ xuất hiện một cái phần bã dừa, nó có màu vàng, lúc nào nó vàng đậm thì lúc đấy là quá trình kết thúc. Thường với làm cách này thì các bạn chỉ cần đun trên bếp khoảng từ 20 đến 30 phút thì các bạn đã hoàn thành được dầu dừa rồi. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần dùng một cái dây sạch khô, các bạn lọc lấy cái phần dầu dừa, bỏ cái phần bã đi. Đây là dầu dừa mà chúng ta thu được. Các bạn chờ dầu nguội và các bạn cho vào một cái lọ thủy tinh để bảo quản, dùng dần. Rất đơn giản phải không nào? Đó là cách thứ nhất. Chúng ta cùng đi đến với cách thứ hai nhé.
Cách thứ hai sẽ dùng phương pháp tách dầu pha rắn nhờ nhiệt độ lạnh. Quy trình chúng ta làm giống hệt với phương pháp 1 cho đến khi thu được nước cốt dừa. Phần nước cốt dừa này thì các bạn đậy kín nắp lại và để lạnh trên 12 giờ. Các bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là ngoài trời lạnh hoặc là những nơi nào lạnh đều được. Sau 12 giờ thì phần dầu dừa sẽ nổi lên và đông rắn lại. Lúc đó thì các bạn chỉ cần hớt lấy phần dầu dừa đông rắn này và mang đi rán thì chúng ta cũng sẽ thu được dầu dừa. Và việc rán dầu dừa này thì lại làm giống hệt với quy trình thứ nhất. Hai phương pháp này chỉ khác nhau ở cái phần là tách phần nước ra khỏi phần sữa dừa. Một bên là bằng phương pháp lắng ở trong túi ni lông và bỏ phần nước ra ngoài. Và cách thứ hai là dùng phương pháp lạnh để phần dầu dừa nó đông rắn ở trên và hớt phần dầu dừa ra. Hai phương pháp này đều rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.